Đầu tiên, Roger BG349Q2K 120Hz. Một chiếc màn hình chơi game siêu rộng Asus ROG Swift BG349Q 34 inch 219 có thể áp xung lên mức tốc độ làm mới 120Hz với panel màn hình cong 34 inch cho lại trải nghiệm tốt nhất với những tựa game AAA đi cảnh cùng trải nghiệm chân thật và sống động nhất. Asus ROG Swift BG349Q sở hữu công nghệ màn hình NVIDIA G-Sync giúp đồng bộ khung hình tốt hơn, tránh được các hiện tượng xé hình mất kiểm soát. Ngoài ra, với công nghệ chiếu sáng Asus Aura Sync cho phép ánh sáng môi trường xung quanh được đồng bộ hoàn hảo với các linh kiện và thiết bị ngoại vi được hỗ trợ bởi công nghệ Aura. Với thiết kế linh hoạt, chân đế vững chãi là những gì bạn có được khi trải nghiệm sản phẩm này. Số 2, LG 34GL750B. LG Ultra Gear 34 inch mang đến cho bạn một khung hình siêu rộng, tỷ lệ 21:9, rộng 34 inch, cực kỳ tối ưu cho việc đắm mình vào thế giới của những tựa game bom tấn đồ họa đỉnh cao cũng như hòa nhịp cùng những cung bậc cảm xúc của điện ảnh. Độ cong nhẹ của tấm nền cũng giúp cho bạn có cái nhìn sâu hơn, giảm độ sai lệch màu theo góc nhìn và quan trọng nhất là cho lại bạn trải nghiệm đã hơn, phê hơn. LG Ultra Gear 34 inch có một thiết kế cân bằng giữa sự giản lược và tính gaming với tông màu đen chủ đạo và chân đế hình chữ V, được tạo nên điểm nhấn với những chi tiết màu đỏ thẫm cuốn hút. Chiếc màn hình LG có tần số quét tới tận là 144Hz giúp bạn thể hiện trọn vẹn được những chuyển động tốc độ cao trong game để hỗ trợ bạn nhận biết chiến trường ảo một cách rõ ràng hơn, những hình ảnh trông mượt mà hơn và giúp bạn phản ứng nhanh hơn. Công nghệ 1mm Blur Motion Reduction cho phép các chuyển động được khử nhòe hiệu quả, hạn chế đến mức tối thiểu hiện tượng bóng ma, những hình ảnh chuyển động sắc nét và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Thứ 3, Cooler Master GM34C+. Đánh giá luôn về phần hiển thị thì GM34C+ có một khả năng hiển thị theo mình là rất tốt, dù cho tấm nền là VA nhưng tấm nền không bị quá vàng, vẫn trong trẻo, hở sáng ít. Nếu xét về tổng quan thì trong tầm tiền này có thể cạnh tranh ngang hàng với các thương hiệu khác. Spec tốt với độ phân giải 2K 144Hz 219. Mình đã sử dụng màn hình dài tương đối nhiều và thực sự là lần này dần dần mình đã thích nghi hẳn so với những màn hình này luôn. Màn hình dài giúp anh em trải nghiệm giải trí tốt hơn hầu hết với mọi tựa game hiện tại, từ FPS đến MOBA hay cả nhập vai phiêu lưu đều thực sự rất tốt. Màu sắc trên màn hình thì mình cũng có đo ra, thông số cho lại khá sát với thông số từ nhà sản xuất. Mình thích thiết kế của chiếc màn hình này, trục giữa dày, to và nặng rất chắc chắn chứ không hề lỏng lẻo. Đó là còn chưa kể có thể xoay ngang một góc rất lớn giúp anh em có thể dễ dàng chia sẻ nội dung cho người kế bên. Số 4, Gearbike G34WC. Thiết kế của Gearbike G34WC vẫn như các chiếc màn hình Gearbike khác, không quá tập trung hay quá cầu kỳ phần thiết kế bên ngoài, vẫn là dạng đế hình chân vịt quen thuộc và to bản. Với thông số tấm nền là VI cong 1500R, độ phân giải 2K 219 3440x140, tần số quét là 144Hz. Trải nghiệm cơ bản khi chơi các tựa game như là Liên Minh hay Dota 2 là rất ổn, vì tỷ lệ 219 chứ không phải quá dài như 329 nên cảm giác khi chơi game vẫn tốt. Các bạn sẽ cần khoảng 90 đến khoảng 120 phút để làm quen từ ngay ban đầu nếu như chưa dùng là màn hình tỷ lệ này. Bạn sẽ có mức sáng tối đa là 330 nits, cho nên để xem các thể loại nội dung HDR sẽ chưa thực sự tối ưu lắm. Ngoài ra, một điểm đáng khen là màu sắc hiển thị trên G34WC rất tốt so với chuẩn giải trí ngay thời điểm hiện tại. HKC MB34A4W. HKC cũng đã tham gia cuộc chơi màn hình Ultra Gear với chiếc màn hình MB34A4W của hãng, với thiết kế cực kỳ khác so với những chiếc HKC đã từng làm trước đó, không phải tông màu đen, đỏ hay là xanh lá mà chỉ là một màu đen toàn thân, giúp vừa nhìn vào ta đã rõ ngay đây là một chiếc màn hình 34 inch, tỷ lệ 219 và dành cho gamer. Thông số cũng ấn tượng không kém, anh em sẽ có độ phân giải là 2K 100Hz, chưa tới mức 144Hz tiêu chuẩn gaming hiện tại, nhưng với 100Hz cũng vừa đủ để có được một trải nghiệm tốt khi chơi game online lẫn offline ngay lúc này. Với độ cong 1500R, chiếc màn hình HKC MB34A4Q cũng giúp trải nghiệm chơi game của bạn tốt hơn, nhìn rõ chi tiết hơn mà không khiến anh em cảm thấy khó chịu. Mặt lưng là một nét tinh tế đến lạ, kiểu thiết kế mà chắc chắn lần đầu tiên các bạn thấy được trên các màn hình HKC như thế này. Đó là top 5 chiếc màn hình 219 ngay lúc này và đã được giới thiệu sơ lược tại Given Channel. Anh em muốn mình đánh giá so sánh cụ thể chi tiết hơn các mã màn hình nào với nhau, cùng comment lại để mình làm theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.